Rồi, ok, bay trước hả? Bay của bên trước ha. Tôi bắt cá nha. Rồi, bắt cá này bao nhiêu đây? 21. 21 gần 22. Mắc cá là tay cụt rưỡi à? 8. Đúng rồi, 21 rưỡi. Và mình đo cẳng tay nha, không cần mình gồng mình không co nha. Sẽ đo cái điểm to nhất. Hay là không? Ấy là gồng mà không co á, đúng rồi, gồng mà không co. Tay đúng không? Rồi, quay tay đi. 37 rưỡi. 37 rưỡi. Bắt tay gồng đi. Chà bà luôn. 37 rưỡi. Cái đó là 7. 7 cộng thế đó nha. Cho cái thù sang bên đây. Kéo tay em ra luôn là ok bao nhiêu? 45. 45, 45 tròn. 45 tròn. To nhất. Đó là chưa tập đó nha. Đúng rồi đó, chưa dai tại có bao nhiêu ngọn đó. Dài đó. Đó. Đây. Ngón thông cần đâu anh. Đúng không? Đó từ cái điểm đây, bàn đây, trên đây. 19 là đi đo tay của nhân tài. Có thử cái nói hả? Chùm miền Nam. Nắng luôn rồi, nhận mát luôn hả? Kỳ ấy. Tính thảo rồi đấy. Nó thay đóng luôn rồi. Tuổi em. 241 vậy rồi. 241 nhỉ? Rồi chịu rồi. Tuổi em. Đó có chịu mà. Cái chịu cũng được ra đó. Không. Vai được luôn rồi. Này có anh Đức chơi gồng thôi. Đức lên gồng kéo máy dán coi clip YouTube anh Đức. Đúng không? Qua đưa anh Đức. Phải không anh? Đúng rồi. Anh chà vô. Chà vô chà. Đây rồi chà dám hỏi giữ chà. Stop đi chà, stop đi. Xong rồi xong. Chà mà thắng Vinh xong là chà cấp độ 10 luôn á. Phi đâu đây không qua mà. Được rồi đó. Má hiếu mà 5 giờ tao gặp mình là mất sống luôn rồi, không đi làm được luôn. Hay quá giật. Má đau cô chuột. Nó anh đất tin. Win. Lên đâu. Ui ơi ơi. Mạnh không? Mình mạnh. Anh có chịu vậy mà. Giờ mặn mà không có lực. Không chơi được. Không thấy đâu. Tập nhiều quá, tập thấy đâu. Đây tập nhiều quá. Nhiều. Vậy thôi một không lên cái tin. Win. Win. Không làm được. Xong win rồi. Win rồi. Tin win. Không có tín lực cả. If I hold it, the other guy that's stronger here, I can feel. Đang căng thẳng. Mình không ai căng thẳng luôn, hai người cười cười. Vật trong chúng thích vật chó. Actually, last one they felt so good. 4 cái. 5. Tiếp, chục cái đấy. 6. Tay con lại để làm gì? Nằm xuống luôn, giữ dưới đó luôn. Lên đi.
kỳ quá. Vượt vượt nhanh nhanh nhau. Vượt 500 đi. Bự nhanh nhau. Bự nhanh đúng anh. Okay. Phải luôn. Rồi, mà lắm. Ô, anh em. Không có được, cách nào xuống được nó giờ đu em cũng xuống được. Con giữ cho là được. Đè cũng sao đè cũng vậy. Hôm nay thử đặt lê cho anh. Lên. Thử đặt. Mấy tàu đi kiện hết sức luôn. Ủa, lên quân. Sắp rồi, sắp rồi. Đi vậy á. Lấy vô với bên chặt nó anh dưới đây. Dưới đặt lê. Đặt lực ra sao, cái nào xuống rồi á. Mặt lên. Nữa. Sai cho còn nhiều dưới. Nhá anh mới tao còn sai nào. Hết sức ba má vô. Because when people are beginners like us, we try to just overpower everything, and sometimes like the weaker guy will win because they just know how to work with it better. Mm. Nut. Yeah, but the dope. Rồi giờ xếp hàng một quanh mình. Okay. Xếp hàng ấy. Em lại cái giấy về cho bóng nha. Cái giấy bữa. Sao bữa lấy cái khác gì không? À, mình nó là lát nữa lại cái đồ anh đó. Đóng á. Because if I do this, I just lose my wrist. YouTube nè bữa đúng không? Clip làm rồi nè. Dạ. Ngán đâu? Bỏ thì nó có gì sức chơi hết. Này anh em họ sao chơi? Giống như vậy không? Đây là cái tạ. Ủa lấy gì vậy? Dạ dạ làm clip hả? Rồi lên đi chứ. À cái đồ ấy hả? Cũng được nhưng mà còn cái này thì nó để cho nó to như nó thật hơn. Ông tự lên nổi. Tốt mày đó. Móc cao á. Kêu quen mà kêu móc cao á. Đúng không? Móc ở trên cao. Em vẽ, cho bạn em vẽ nhanh. Chờ một giây người ta móc rồi. Đây. Giao gà, giao gà. Ô em ơi. Ai quay người đó thắng thì cho ông thắng một cái đi. Mà đâu bị dơ đâu. Ở trong đâu dơ đâu. Đổ nước cho uống rồi. Đâu chưa có dơ trong mà mở hết rồi ra. Đổ miếng nước. Ai vô. Ăn cái anh lấy tầm 1 năm. Hả? Nó là vậy không? Ý là em giữ cho anh làm cho anh làm. Sơ thôi, giữ sơ để cho. Nó là vậy hả? Là đè. Không.
Ý là đang muốn thế của Vinh đó là vô quạt cái tay kéo lui về chém vô nè, chém vô anh tạt luôn, anh lôi ra lôi ra luôn làm cho một nhịp luôn à, chém vô là lôi ra đúng rồi chém vô anh giữ nè không mình ôm sát vô người rồi anh thử ra anh thử ra cái nào có ra vậy nè nó muốn nằm cái bàn anh thử ra mình ôm vô vậy nè rồi tới anh thử em rồi anh thử em cái gì chém vô là đúng không kéo kẹo nữa không anh là anh không có cần đưa người tới à đây là cái người anh nó hợp vô thôi à, anh không có phải đưa cái người tới à rồi đây kiểu như mình sáng vô rồi anh em bố giao lưu về Đức nha. À, về Vinh nha. Đức Vinh, Đức Vinh, Đức Vinh. Chưa rút clip đường van của Đức Vinh. Cố lên. Hàng ấy. Tên vô. Cầm tên vô. Keep free grip. Giờ đu đu cũng xuống lại đầu. Đấy, ừ, thả tay ra đó. Ôi, ngùi lắm. Ghê. vào rồi thắp rồi thắp rồi đấy rồi em không kéo được may lắm má tay bự quá vậy mất khổ thắp rồi xíu nữa thôi. Cảm ơn. Snack chưa đủ lực hay sao đó. Này nướng kia, tra vô. Cha. Hello. Cố lên. Cầm ở trên luôn. Cầm ở trên đi. Cầm trên này đi. Thôi cầm trên sao kéo. Được. Thôi được rồi. Rồi. Ui ui. Đừng có nhảy chân nha. 2 3 vô. Đứng xa đang chút nha, đừng gần quá. Ok. Cố lên. Anh phải không anh? Cố lên anh Tài ơi. Qua mẹ đang chút chưa anh? Cố lên đi còn một găng tay nữa là xuống rồi.
Tình gì cây 2 xe luôn là cũng là cả đời luôn. Ừ. Chị Vinh chắc phải 10 năm mới xuống này lần quá, xuống này đâu có gặp được với ai đâu. Rồi chưa? Rồi. Go. Từ từ xuống. Cái đầu bên đó là mỏi lắm rồi. Có diện tóc kia. Anh định không? Ốc thiệt hả? Không bám mà bám thôi, bám thôi. Bám thôi mà. Bám đi. Vô lấy cho kéo không? Bám. Kéo đại đi cho nét luôn. Liền luôn. Mỏi ngón ra là chết nữa.